Rồi hello, chúng xin chào bạn đến với kênh WTCO của Trung ha. Thì bữa nay mình sẽ vừa uống dây bạn, vừa uống dây. Tại nay cũng sắp chung là sắp tới mùa mùa các bạn uống cây rồi. Thì đây là các bạn kẹp như vậy ha, nó sẽ không ấy. Nói chung là bữa nay Trung chỉ làm cái clip này là anh em mình cuối tuần cùng nhau mình trò chuyện về ngành chơi mai cho nó thật là bổ ích, với học thêm kiến thức bạn. Thì học thêm kiến thức mình cũng không có gì là khó. Giờ trả lời những cái thắc mắc của những anh em ở trên mạng thì các bạn biết rồi đó. Trồng mai thì thực tế là chỉ dựa vào kinh nghiệm chia sẻ của người này người kia người nọ ha. Thì người này kia chứ thực tế là trên sách vở báo đài này kia đều cũng không có chi tiết cặn kẽ cái cách khóc thức trồng bằng. Nói chung là chi mình chỉ truyền qua những mạng, qua miệng, qua YouTube hay hoặc qua Google thôi, chứ cũng không có cái sách vở nào mà cho kính chính xác là cái để mình dùng mình cái mai mình chăm sóc thì tháng nào đó. Thì loại phân thì các bạn cũng biết rồi đó, thì trên thị trường nói chung là mỗi địa phương, mỗi chỗ, mỗi vùng có mỗi loại phân khác nhau. Mà điều quan trọng nhất là các bạn chăm sóc mai mình phải nắm bắt được cái lúc nào cái mai mình nó cần loại phân gì, lúc nào cái mai mình nó bị bệnh gì, dầm chữa loại thuốc gì cho nó hoài hiệu quả thôi. Nói chung thì Trung làm mai thì cái dạng của Trung cũng như là cái tay nghề học lõm thôi bạn, chứ thực tế Trung cũng không có kinh nghiệm gì nhiều, nên Trung chia sẻ những cái gì mà Trung biết thôi, nhưng Trung làm được và Trung chăm sóc được thôi. Thì các bạn thấy mai của Trung thôi, thì anh em hỏi sao Trung bỏ phân ít, bỏ phân đơn giản, bỏ phân bình thường mà cái mai nó vẫn phát triển tốt sung, thì cái đó Trung cũng trả lời luôn. Thì anh em mình trồng mai thì anh em mình phải dựa vào cái lượng mà giá thể mình chọn từ đầu năm bằng từ đầu năm và cái thời tiết ở trong vùng miền, thì anh em mình điều khiển cái mai mình nó cảm thấy như nó thông thoáng hay là nó không có bị tổn hư bụ rải ha, hoặc là anh em mình biết cách phát hiện bệnh cho nó sớm ha. Nó sớm thì anh em mình sẽ trị cái bệnh nó, dứt điểm nó hết cái bệnh đó thì cái mai bản nó sẽ tốt thôi. Chứ thực tế là thành trồng mai thì các bạn nào mà yếu, anh em nào để nói chung nó thẳng luôn, thì anh em nào mà nói chung là thương cái mai quá đó thì anh em nó là đa số thất bại. Đây đây đây, trước mặt của bạn thấy cái mai Trung nè. Nó thì cái mai Trung, những cái mai Trung làm nói chung là những gốc này rất lâu năm bạn, rất lâu năm rồi thì Trung làm lên mà thấy nó ra mầm là từ thì mình bật bỏ. Đó, giờ những cái bao ghép này thì các bạn đâu ai dám cắt xéo như Trung ha. Mà thấy cắt này. Nó cắt xéo là nên nó sẽ rất mau liền cái này. Tại khi bạn cắt xéo nó sẽ dồn hết nhựa lên là nó sẽ mau, kéo cái nhựa này là sẽ liền cái bo là như sẽ đẹp. Còn lá thì các bạn cứ chấm bình thường, nói chung là mình anh em mình đừng có quá trời vấn đề quan trọng gì vấn đề là thuốc men. Đó, thì cái mai mình sẽ phát triển tốt thôi. Anh em mình cứ từ từ, mình dạng mình y như dạng mình cho nó ăn, nhưng nào mà để nó ăn, ví dụ cây giờ người ta đang cần ăn đạm, đang cần phát triển đạm, đang cần phát triển lá cành, các bạn đưa lăng vô thì cũng nó cũng hơi nó không đúng, mà nó không đúng cái chu kỳ các bạn. Mà bón phân thì các bạn cũng đừng, ví dụ mình đừng quá tập trung vào vấn đề mà ví dụ nay nó phát triển ha, phát triển thì mình cho đạm thì nói chung nó cao thôi, chứ đừng thật tới là đừng cao quá, tại nó cao đạm thì nó cũng phải cần có cái ca lăng để phát triển bộ rễ cứng cây rồi cali rồi làm cho lá rồi mướt mướt đó. Thì các bạn phải áp dụng, mình phải hiểu mà mình phải hiểu được cái quy trình của cái cây mai thì mình sẽ chăm sóc nó sẽ tốt hơn. Và phân thì các bạn đừng có dội, đừng có nôn nóng. Nhưng Trung thì từ xưa giờ Trung làm từ xưa giờ nó cũng lâu lặt thật là lâu rồi, chưa bao giờ ví dụ bữa nay Trung dùng phân đầu trâu Trung phun trên lá thì kỳ sao tuyệt đối không bao giờ mình phun trên lá bạn. Thì các bạn phải hiểu lý do ha, tại cái mai mình nó hấp thụ trên lá thì nó cũng có cái số lượng của nó hấp thụ thôi. Còn các bạn mà mới bữa nay các bạn chơi trên lá hấp thụ rồi bữa sau các bạn lại chơi trên lá nữa thì bạn thì nghĩ thế, mình cũng vậy thôi. Ví dụ bữa nay bạn mới ăn thịt heo cuốn trá ha, thì mới có 2-3 ngày sau hoặc 15 ngày sau đóng cho bạn thêm một mớ thịt heo cuốn trá thì bạn ăn nó phải ngán, nó phải chung phải ngán mà phải ngán thì mình cũng hiểu cái mai mình ý gì thôi, thì nó phải ngán mình phải đổi gì ha. Ví dụ bữa nay mình ăn thịt heo cuốn tráng thì 15 ngày sau
mình có thể mình ăn hộp vịt lộn hoặc là cái gì đó, thì nó cho có cũng là những cái chất bổ, nhưng điều mình phải đổi mà, mình phải đổi cái khẩu vị mà, thì nó sẽ không làm cho mình cảm giác nó không có ngán. Thì các bạn trồng mai thì mình cũng phải hiểu cái tâm lý là cái cây mai nó cũng y như mình thôi. Thì cái thằng nào lá nhiều á thì nó cần ăn phân nhiều, uống nước nhiều, cần ánh nắng nhiều. Còn cái thằng nào mà lá ít á thì là nó dạng như lá ít, thì nó bạn thấy lá ít thì cũng như cái người mà ốm yếu à. Ốm yếu thì ăn cơm thì ăn lần có hai chén thôi, chứ đâu phải như mấy ông bự cho bà bá ăn cơm ăn lần một nồi đâu. Mình cho nó ăn, bạn thấy nó ốm càng ốm yếu bạn cứ cho nó ăn phân càng nhiều đó, thì vô tình bạn đã làm cho nó ngộ độc phân. Mà ngộ độc phân thì cây mai thì nó các bạn biết rồi, dư nước cũng không ổn, mà dư phân thì nó mau càng ra đi hơn. Nên chung hai cái clip, chung nói cho là clip giao lưu mai hoặc clip mua bán mai, clip nào cũng vậy, chúng có hay nói các bạn là mình nên cho ăn phân, ăn ít thôi, nhưng mà điều mình chia ra nhiều lần nó sẽ tốt hơn là một lần mình nhiều phân. Thì cái câu đó chung nó cũng suông, mà nó cũng suông thì chung cũng hay nhắc lại trong clip. Thì các bạn nào mà theo dõi kênh của chung lâu thì chắc cũng anh em cũng biết rồi, tại chung thì không phải chung nói chung hay hoặc cái gì, là mà điều hồi năm rồi chung cũng đã chia sẻ cho rất nhiều chị em phụ nữ hoặc những người mới chăm sóc cây mai của mình ở nhà, ở một nhà dày ba cây thôi, có được cái bông. Vô chương Tết thì cũng có chụp hình qua phe cho chung, thì nhờ chung thì đã biết bao nhiêu năm rồi mà cây mai nó không có bông, nhờ chung năm nay nó được bông đem vô Tết. Thì mình chung biết là nó không có nhiều bằng bán ngoài chợ đâu, tại bán ngoài chợ các bạn biết rồi, người ta bỏ phân, người ta nhìn vô cây mai, người ta biết phân, người ta cây phòng cần phân gì, cây mai người ta thiếu phân gì. Như chung nhìn cây mai này các bạn không thấy chung lá đâu, chung không được dặn thiếu đó, mà nhiều điều cái đó là thiếu cái dạng của nhà vườn, người ta nhìn thôi. Chứ còn anh em mình thì các mình chỉ cần cho nó tốt và giữ bộ lá cho nó tới Tết để mình canh đặt lá là ok thôi. Cái mai của chung này mà trước mặt ha, đó thì đợt trước là nó đã, thì chung sẽ nói thiếu luôn chứ để anh em hô chung giấu nghề. Đợt trước thì chung đã bỏ phân NPK 30-10-10 ở dưới gốc, nhưng mà đều nó cái hàm lượng ăn dưới gốc thì nó ok lắm rồi, nhưng mà đều đã hết phân rồi. Thì trong cho chạy nó là cái chậu nhỏ thì nó hết phân rồi, bây giờ nó đang cần cái lượng phân để vượt cái đọt ra đây, bạn thấy nè. Đó thì quay chung nó thiếu còn đúng không, bạn thấy không, đó nó rễ rất vàng, ăn dưới phân rất ngon. Mà cái trên, trong khi trong trên chung không có bông bông hồng màu lá này, không có bông dưỡng lá, không bông dưỡng lá thì bạn thấy không, nó dần thiếu phân, dần thiếu con lá. Nhưng điều còn nó đủ dưỡng lá là nó sẽ bóng như bạn, đụng bóng ha, còn là thiếu dưỡng lá nó sẽ ra màu này đây đó. Thì chung có nó thiếu bộ, còn bộ rễ thì chung mới cho ăn là bạn thấy không đó. Thì quan trọng là mình cũng có bộ rễ cho chắc cứu thôi, chứ nên các bạn cứ nói là mấy nhà vườn mà dạng như chăm sóc mai chuyên nghiệp vài chục năm á, họ giấu nghề thật, qua họ không có giấu đâu bạn. Anh em chăm sóc nghề người ta cũng muốn chia sẻ các bạn những cái gì cho bạn chăm sóc được. Tại hồi xưa thì nó người ta giấu nghề, chứ bây giờ là anh em mà nhà vườn lớn, những kênh lớn bán đồ bán qua cây đó, người ta không có tạo cho áp lực của bạn là bạn mua cây mai cái gì chết bạn mua nữa đâu, mà người ta phải kích thích bằng một cách là theo công nghệ 4.0, là cách là kích thích cho bạn trồng được cái mai đó, sung cái mai đó, tốt cái đó, và làm tạo cái điểm đam mê, cái độ ghiền cho bạn, là các bạn sẽ mua thêm một cây bạn chăm sóc nữa đó. Như vậy các bạn, người ta phải bán nhiều hơn chứ các bạn phải cứ nghĩ đi, mình mua cái mai cũng nói chung nó không có rẻ, nó cũng không mắc không rẻ, thì có nó cũng là 200-300 ngàn, 300-400 ngàn như chung đi ha, gì cũng rẻ thì các bạn mua về bạn chăm sóc. Thì các bạn chăm sóc cái nó chết thì bạn mua thêm cây nữa bằng chăm sóc nó cũng đi, thì nó bừng được, mình cũng nản mà đâu có thèm mua nữa đâu, mình là trong khi đó bán được 2 cây đúng không. Còn các bạn mà tạo cho người ta một cái niềm tin, niềm vui, cái cách chăm sóc, cách đam mê, thì người ta đam mê cái người ta mua một cây vì chăm sóc tốt, năm nay bông ngon quá, đẹp quá, tất nhiên phải mua cây nữa, mà tức mua cái một cây nữa là nó sẽ cái đầu ghiền thêm một lần nữa, nó sẽ cao hơn một chút nữa là sẽ mua thêm một cây nữa đó. Thì nên có nhiều nhà chung bán thì không phải chung nói cho mình nói vui nó hay, chứ trên mạng các bạn thấy có nhiều anh em mà mua mai chung, thật tế là ở nhà không còn cái chỗ nào mà để mai đó, nhưng mà thấy chung là mai lên thì con cũng vẫn muốn mua đó, thì do là đam mê ghiền mà, là mình tin chung là tạo được cái điều kiện và tạo cho anh em được cái biết cách cái chăm sóc cái cây mai mình nó sung nó tốt, nó là cái độ ghiền nên người ta ghiền nên người ta mua đó. Thì mình hồi xưa thì người ta sợ, như hồi xưa các bạn mua đồ người ta muốn trông cho bạn làm
cây mai các bạn ngoài chợ đó, bằng trong về cho bạn trồng không lên này kia đồ, để các bạn năm sau các bạn không có mai chân mà bạn mua. Nhưng mà cái đó là hồi xưa là thời đại cũ lưu sĩ thôi, chứ thời đại 4.0 bây giờ là người ta lại tạo cái điều kiện cho bạn ghiền cây mai đó, rồi nên bạn mua cây mai về bạn chơi không được bạn mua cây nữa, là sẽ nhiều hơn, bạn sẽ mua nhiều đó. Có thể có thậm chí có người trung bán, có người có một anh em nào ủng hộ, cũng có nhiều người ủng hộ chung, cũng có cả người mua cũng chung, cũng nói chung cũng cả 30-40 cây á. Nhưng mà điều thấy chung làm clip vẫn mua nữa đó. À, nhưng anh Quân ha, anh Quân hoặc anh Minh Nhật đồ này kia đó, nói chung là chung lên mạng thì chúng đã xuống chung bán cho người quen nhiều lắm, tại mình cũng đàng hoàng nên anh em cũng mến, cũng thương mình, cũng nói chung cũng ủng hộ mình nên mình bán cũng được nhiều đó. Thì dưới giá cả thì chung bán một cây chỉ lời vài chục thôi bạn, chứ các thì chung nói đơn giản với bạn một câu thôi. Thì ví dụ các bạn bán một cây mai này chung nhập vô 300 mấy, chung bán 400 bọc ship thì chung cũng lời được 40-50, 50-60 cây đó. Thì một ngày chung bán được 20 cây, 15 cây, thì các bạn tính cho một cây 50 thôi, 20 cây là các bạn đã được 1 triệu một ngày rồi, 1 triệu một ngày đúng không? Như dưới có như 1 triệu một ngày rồi. Nhưng nếu các bạn bán một cây mai các bạn lời 200 ngàn một cây ha, vậy là chung ví dụ thôi nha, chứ chung là không dám gì đâu. 200 ngàn một cây, một cây bằng là 200 ngàn một ngày, bạn bán được có 3 cây, bằng lời được có 600. Trong khi đó tôi chung bán được tới 20 cây, chung lời được tới 1 triệu. Thì các bạn cứ tính đi, cái số lượng 1 triệu với 600 số lượng nào nhiều, mà cái độ tương tác với cái độ mua hàng, độ uy tín của các bạn nó sẽ tăng dần lên, và cái thương hiệu bạn càng ngày nó càng nổi, thì anh em sẽ nhiều, anh em sẽ biết hơn, và cái số lượng bạn sẽ nó càng tăng lên, là các bạn bán sẽ càng ngày càng nhiều. Còn các bạn bán mà một ngày các bạn lời chỉ được 3 cây đó, thì cái độ bạn thì họ người ta mua cái mai bạn thì bạn lời nhiều quá, cái giá mai nó cao thì người ta sẽ không có số lượng xem nhiều, và cái độ tin cậy của người ta nó sẽ giảm đi dưới cái kênh của bạn, nên các bạn sẽ không có còn được tồn tại trên cái mạng này. Nói chung trên mạng online thì nó buôn bán hàng thì nó gai gắt lắm bạn, nó không có giống ở ngoài thị trường chuyện đời đâu. Bạn bán mai ở quầy dùng của bạn thì bạn bán chỉ có được ở nội trong cái quyền bạn thôi, thì nó rất là đơn giản thôi, nó không có gì là khó. Còn cái này bán toàn quốc ha, thì anh em nào cũng có thể xem được luôn, cả anh em ở nước ngoài đó, thì người ta vẫn xem cái kênh của Trung cũng vẫn có được. Thì các bạn biết cái độ lan rộng của nó rất là mạnh, rất cao. Nên nếu yêu cầu các bạn mà làm ăn mà nó có trục chặt đồ một cái hay hoặc cái gì đó thì bạn sẽ không có còn tồn tại được trên đây đâu. Nó nói chung là nó gay gắt lắm bạn, chứ không phải là muốn lên làm là làm đâu, không phải ai làm cũng được. Còn do cái duyên, do anh em mến, còn tùy cơ đó bạn, chứ phải là nói chung là do cái số phận đó. Mình nói đại trước, mình đổi đại là cái không có danh từ gì, mình từ số phận ha, cho nó chắc ăn, cho nó chắc cú. Thì các bạn biết, thì thôi bây giờ chúng sẽ không nói nhảm nữa, mình trở như là chính ha. Thì bây giờ chúng sẽ nhắc lại các bạn một lần ha, thì các mình chăm sóc mai thì mình nên bỏ ít phân ha, và nhiều lần nó sẽ an toàn hơn là mình bỏ một lần nhiều phân. Thì cho nói chung là clip nào chúng nói, và cây mai các bạn phải biết trong lúc nó cần những cái phân gì, chẳng hạn như từ tháng 1 tới tháng giêng thì cây mai bạn nó sẽ cần cái lượng phân đạm để phát triển cành lá. Thì các bạn sẽ tập trung vào bỏ phân đạm, nhưng dưới điều kiện một cái điều là các bạn bỏ đạm nhưng mà phải có kèm theo kali hoặc là lăng đó, cho cái cây mình nó cứng cáp, nó bộ rễ nó phát triển, chứ không phải phải các bạn bỏ đạm là các bạn ra ngoài chợ các bạn mua bịch phân ký phân đạm không tống vô đạm không là cũng không được, không nên, nói chung đó là không nên bạn. Và phân thì các bạn nên bỏ phải kết hợp, ví dụ như bữa nay mình bỏ phân NPK dưới gốc là 30-10-10-10 đúng không, 30-10-10 hoặc là 30-15-15 cũng được đó, thì anh tùy theo anh em mình có phân nào thì anh em bỏ phân đó thôi, không nào. Thì cái đợt sau chu kỳ tiếp theo là khoảng 15 ngày thì mình phải bỏ phân trên lá, mình phải phun dưỡng lá, phun đầu trâu hoặc là các loại phun phân bón lá thì hữu, à đa số hữu là phân bón lá ha. Thì mình sẽ phun trên lá đó, phun lá, và lần cuối tiếp theo là mình sẽ bỏ phân hữu cơ. Tại các bạn biết sao không? Thì các bạn đã bỏ 2 lần phân vô cơ rồi, một lần trên lá, một lần dưới gốc rồi, thật là các bạn cho nó ăn 2 lần thịt mỡ rồi đúng không, 2 lần thịt mỡ rồi thì bắt buộc phải cho nó ăn 1 lần thịt nạc đó, cho cái bào tử nó điều hòa lại, sinh nó điều hòa tốt lại, và nó sẽ cân bằng cái sự mỡ trong người mà mình bớt lại, thì bạn phải cho ăn phân hữu cơ, hữu cơ dưới gốc.
thì nó sẽ điều hòa cái tình trạng cái sinh trưởng nó lại thì nó sẽ ok. Đó thì nó chỉ là đơn giản vậy thôi, nói chung là chung bữa nay chung chủ nhật thôi. Rồi chung cũng không làm gì, đang ngồi uống trong kẽm chơi. Mà thấy trong kẽm này đơn giản thôi, nếu mà nhiều anh em cũng không biết đâu. Các bạn nghĩ mình chỉ bẻ sơ vậy thôi là bây giờ không bao giờ nó xúc được cái dây này. Mình trong khi quấn nó sẽ rất dễ quấn, không có cần phải có. Rồi, cái này là để rất đơn giản thôi, chung cũng không nghĩ mình chia sẻ cái này lên cho anh em đâu. Nhưng mà điều thôi. Thì sẵn mình chủ nhật á, mình ngồi mình nói chuyện thì mình chơi công 2-3 chuyện đi. Đó, dặn sẵn mình trả lời comment của anh em trên mạng luôn. Nên mình làm những cái gọi là dư thừa đi, mình cho là dư thừa, mà điều cũng có nhiều người anh em chưa biết nha, không phải là dư thừa đối với những người biết thôi, chứ những anh em mới chơi thì mua cái dây này về thì nó tức bạn, mình quấn nó xúc là mình nói chung là nó bực tức lắm, nó cũng bực rất tức ha, rất tức, nên mình cũng tìm cách mình làm cho nó không có tức mà đó, thì cái này cũng là nói chung là dư thừa mà không phải là dư thừa mà, thì chung cho nó cũng là nói chung chung cho là hữu ích á. Rồi thôi, bữa nay của chúng là chủ nhật cuối tuần, chung cũng chừa dung lượng để chúc chung làm clip của chung lên, thì chung sẽ kết thúc clip ở đây. Chúc các bạn và anh chị em cô chú bác một kỳ nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và thật là hạnh phúc bên gia đình người thân, đặc biệt là các bạn làm bận rộn tới cỡ nào cỡ các bạn, cỡ nào cỡ ha, nói chung mình bận tối đầu tối mặt tối mũi đi, nhưng điều các bạn nên bỏ một thời gian ngày chủ nhật ra mình cho gia đình đó, mình chở gia đình hai vợ con mình đi về quê ngoại quê này quê kia rồi đó, mình trong khi đó mình vừa xả chết để làm hiệu quả cho làm việc ngày đầu tuần cái tiếp theo, và mình sẽ có thời gian mình lo lắng cho gia đình thì ra cuộc sống của bạn nó sẽ vui vẻ hơn. Hơn là các bạn cứ cắm đầu vào công chuyện làm mà không có quan tâm gì tới gia đình hoặc là con cái, thì nó sẽ làm cho mình người phụ nữ bên mình mà nó càng ngày người ta càng chán nản, nói chung là buồn bã, người ta không nói với mình thôi, người ta thương mình thì người ta không nói, nhưng mà điều người ta thấy tuổi bản thân mà, ở sao mà anh kia con nhỏ bạn của mình nó có thằng chồng cuối tuần chồng chở đi ăn uống đi này đi kia rồi, nói chung là rất hạnh phúc vui vẻ, sao mình chồng mình không làm vậy, thì cũng tuổi bạn, thì người ta nói là gì đông nhà sẽ gì ta quên mà các ông mà như không quên trong nhờ đục chịu á, thì nói chung là nó vậy bạn, thì lo do ha, thì chung cũng hay ngày ngày việc, và chung cũng nhắc lại ha, thì anh em mình trong ngày chủ nhật á, thì chung cũng hay đi chung, nói chung là chung đi về quê chung hoặc là về anh em chung chỗ đó, thì nó trong lô nông trường này nó không có sóng luôn, thì anh em mình có điện ai mà điện chung không muốn liên lạc, chung muốn hỏi những gì chung không muốn giao lưu gì đó, thì anh em có thể điện qua số Zalo của chung là 036 ha 3833181, trong bên đó là chung để công khai luôn, là luôn cả người lạ dẫn điện chung được đó, thì chung mình chơi mà buôn bán mình phải để công khai bằng, khi mình không cũng không có sợ gì, mình làm ăn đàng hoàng thì cũng không có sao đâu sợ, mình chơi luôn, thì đó, anh em có thể điện mình số Zalo chung ha, tại quê chung thì ngay chỗ đó thì sóng yếu lắm, nhưng điều mạng có wifi thì nên anh em điện bên đó thì ok chắc cú rồi, không có lý do không có gì gọi điện không được, thì sẽ điện, còn cái số điện thoại chung thì chỗ đó nói chung là cũng có sóng mà lúc có lúc không, thì anh em điện không được thì cũng tức lắm bạn, nhiều lúc mình muốn cần cái gì mình hỏi cái gì đó mà điện ông đó ông A ông B gì mà điện không được mình cũng hơi bực trước trong người đó, thì anh em mình có thể điện qua Zalo chung ha, hoặc là bên Messenger bên Facebook gì đó, anh em có điện chung thì chung sẽ bốc máy 24/24. Những thắc mắc của anh em chúng sẽ giải quyết, nếu mà giải quyết không được chúng sẽ làm cái clip để chia sẻ tận tình cho anh em mình trong cách chăm sóc mai, rồi thì chỉ như đó thôi, rồi thôi chung cảm ơn các bạn nha, xin chúc bạn thật là nhiều sức khỏe và thật là luôn vui ha, chúng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.